đây là tin lành đấng Christ là cần phép của Chúa ban sự cứu rỗi để giải phóng cho những ai tin. À, tôi rất cảm ơn Chúa những anh em à, đã nghe những uh, sứ điệp từ trong YouTube này mà những cuộc đời được thay đổi. À, tôi rất là được khích lệ khi anh em chia sẻ những sự kinh nghiệm của mình à, qua sứ điệp của Chúa Giêsu qua quyền năng của Thánh Linh à, anh em được uh, thay đổi từ một người uh, không có kinh nghiệm về kinh thánh đã được kinh nghiệm đã nếm, đã rờ lời của sự sống như dân có chép lại với chúng ta mục tiêu như dân, sách tinh lành dân à, nhất, dân nhì, dân ba chép lại để chúng ta có niềm vui à, cho nên là khi chúng đọc kinh, kinh thánh thì chúng ta nên có niềm vui thì đúng hơn nhưng nếu chúng ta không hiểu nó không giá trị nó và chúng ta không biết cái chìa khóa để mở cửa cái lời của Chúa thì chúng ta đọc nó là khô khang như sách lịch sử hay là như cái sách đạo đức Để chúng ta dùng sức khả năng của mình để làm theo Nhưng uh, Xin thưa Kinh Thánh là sách tình yêu Hay là uh, bức thư tình người cha để lại chúng ta Và sách Kinh Thánh là Sách về thế giới thuộc linh Chúng ta là thế giới thuộc thể Vậy làm sao chúng ta kinh nghiệm được nó này Như vậy chúng ta cũng phải đi vào thế giới thuộc linh Ok Trong thanh linh chúng ta mới kinh nghiệm được uh, Đó cũng là đề tài tôi muốn uh, chia sẻ Trong năm mới này Chúng ta năm vừa rồi chúng ta cũng những anh em đã theo dõi kênh này chúng ta đã đã nghe những số điệp về thánh linh nghe về bắp tem thánh linh bây giờ năm mới này tôi muốn chia sẻ lại những gì mà kinh nghiệm của tôi về thánh linh à, trước đây tôi đi nhà thờ từ nhỏ từ năm 10 tuổi à, nhưng cho đến khi mãi đến khi năm tôi 35 tuổi thì mới tôi mới được kinh nghiệm thánh linh thì trong suốt khoảng thời gian đó thì uh, cuộc đời của tôi đi theo chúa tôi không có nếm không rờ không hiểu được uh, mặc dù cũng có bởi sự tốt lành của chúa cũng làm những phép lạ nhưng mà chúng ta không có nhận ra và thậm chí không biết cái đó là đến từ chúa nhiều khi chúng ta nói là tôi chỉ là người may mắn mà thôi nếu quý vị là những người đi nhà thờ hay là những người muốn thay đổi cuộc đời mình đây kênh này chính là dành cho quý vị sứ điệp của Chúa đặt để cho tôi. Chúa nói với tôi là chiếc cầu để nối con cái của Ngài. Đến với Ngài, chứ không phải đến với tôi. ok <laughs> Tôi cũng có một số anh em, họ muốn đến với tôi. À, tôi hiểu được cái đó, tôi hiểu được. Ừ. Nhưng mà chúng ta đến với Thánh Linh, ở mặt -e. Tại vì chính Chúa Giêsu Ngài là cây hàng sống, Ngài là bánh sự sống. <laughs> anh em chúng ta là khích lệ lẫn nhau. Nhiều lần Chúa nói chuyện với tôi, con cũng con con có thể làm chiếc cầu nối con cái của ta đến với ta được không? Tôi đã nhầm lời tôi nói Chúa, có con, con đây. Hãy sử dụng con, hãy sai con đi. Con sẵn sàng với sự vui mừng. Con đi theo Ngài bao nhiêu năm nay, lúc nào con cũng tạ ơn Chúa người khen Ngài. Hơn 10 năm nay thực sự tôi đã biết Ngài. Tôi đã biết về ngôi thứ ba, cũng là Chúa Thanh Đình. Có lúc Chúa Giêsu cũng gọi cha. Tại vì trong thế giới thuộc linh, <laughs> không bị giới hạn thưa quý vị. Tôi nhắc lại, Giống câu chuyện của một người uh, ma quỷ nhập, bị quỷ nhập. Trong người đó uh, người mà ở nơi mồ mã đó thì chúng ta biết ra rằng rất là nhiều người khi Chúa Giêsu đến thì uh, người này sắp mình lại trước mặt Chúa Giêsu thì lúc bây giờ Chúa Giêsu bắt đầu nói chuyện với những người linh ở trong người này. <laughs> thì uh, Chúa nói là người là ai, họ nói chúng tôi là một nhóm rất là đông người. Chúng ta tưởng tượng một thân thể mà một đống người ở cùng chúng ta sao được, đúng không? Nếu chúng ta suy nghĩ theo quan điểm của con người. Cho nên người ta cũng giải thích kinh giải thích kinh thánh, người ta giải thích ba ngôi chúa. <laughs> con người thì ví như trứng gà, <laughs> lòng đỏ trắng, <laughs> lòng đỏ, lòng trắng và vỏ ngoài cũng ba phần. Nhưng thưa quý vị, chúng ta không thể nào lấy vật thể mà vật vật thể vật mà trước mắt chẳng hạn như là vật tạo dựng mà mà giải thích cái cái đấng mà tạo dựng nên mình chúng ta cho nên chúng ta cần lấy niềm tin mà đón nhận Chúa Giêsu gọi thánh linh có lúc ngài cũng gọi là cha Chúa thánh linh có mặt từ sáng thế ký khi chúng ta đọc sáng thế ký đoạn nhất câu 2 ha, đoạn đoạn sáng thế ký đoạn 1 câu 1 thì câu 2 nó là thần của Chúa ngự trên mặt vực không thần của Chúa ngự trên mặt vực để chúng ta đọc đây ha để chúng ta thấy xuyên suốt kinh thánh từ sáng thế ký đến khải huyền nói về thánh linh rất nhiều nhưng uh, ok để chúng ta mở kinh thánh ha chúng ta tập làm quen với kinh thánh kinh thánh là nền tảng sau này nếu quý vị tôi nhắc lại quý vị là những người muốn thay đổi cuộc đời mình ha muốn kinh nghiệm lời Chúa là trở nên sống động lời Chúa có thể sinh sản ra bông trái như những lời hứa ở trong kinh thánh chúng ta cần nghe về Chúa thánh linh ok chỉ có Chúa Thánh Linh mới mặc hại chúng ta biết được tình yêu thương chỉ có Chúa Thánh Linh mới bày tỏ chúng ta biết được sự công bình chỉ có Chúa Thánh Linh ấn chứng chúng ta những lời chép trong này chép về ta chúng ta có thể ném được có thể rờ được bởi vì lời sống động của Thánh Linh Thánh Linh sức dầu hay là Thánh Linh hà hơi những lời của Chúa chúng ta trồng trong lòng chúng ta <laughs> chúng ta sẽ kinh nghiệm được trái nữa hồi xưa tôi không tôi không thích đọc kinh thánh tôi đi nhà thờ chỉ thích nghe giảng mà thôi điều đó không sai hết nhưng mà cái sai lạc là sao nhiều khi mình trải qua một cuộc đời tại sao ước gì ngày đó tôi hiểu được lời Chúa tôi bắt đầu đọc từ lúc tôi 10 tuổi hay là 15 tuổi nhưng mà cảm ơn Chúa Chúa không bao giờ trễ nãy. mô xe bắt đầu Chúa sử dụng lúc 80 tuổi bất cứ chúng ta ở độ tuổi nào hay là trong một cái cái địa vị nào hay là bất cứ chúng ta đi nhà thờ bao lâu hay là mới biết Chúa Chúa không bao giờ trễ để chúng ta có ao ước để kinh nghiệm Chúa Thánh Linh. Ao ước chúng ta muốn kinh nghiệm lời Chúa là lời hàng sống. Lời Chúa như Chúa Giêsu nói là như kinh thánh chép, không. is the belly will flow rivers of living water. À, từ trong lòng người đó chảy ra những dòng sông. Thì đây chính là cái lời đó chỉ có Chúa Thánh Linh. Như dòng sông của Thánh Linh đó, mình uống chút xíu nó chảy ra những dòng sông. Hay không, nhiều lúc tôi tôi dành thời gian với Chúa trước đây tôi nhớ là những ngày tháng tôi chưa biết tên tôi một người e dè mắc cỡ. Có thể tôi nói hôm nay quý vị không thích tôi nhớ lại những ngày ở Việt Nam. Lúc tôi đi đám cưới, tham dẫn chương trình đám cưới, tôi phải uống rượu để lúc tôi nói không ai, không ai, tôi không mắc cỡ nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi tôi được say rượu thanh linh, tôi không còn mắc cỡ là cái gì. Tôi có thể đứng trước một ngàn người hay là một trăm người hay là bao nhiêu người cũng giống như tôi đang đứng trước camera như hôm nay. Quý vị thấy tôi, tôi có thể nhìn thấy đó, quý vị cảm ơn Chúa, ân điện Chúa cho tôi. <laughs> khi tôi bắt đầu biết về Thánh Linh, Ngài bắt đầu làm cho lời Chúa không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi không thể sống mà không không thể có được lời Chúa hàng ngày. Tôi nhớ một lần tôi về Việt Nam, chính quyển kinh thánh này à, tôi cầm lúc đó tôi đang học à, tôi đang học tôi cầm một số à, những cái sách tham khảo hay là học để tôi cầm lúc của rảnh tôi đọc. Thì lúc bây giờ tôi phải trình bày với chính quyền thì họ giữ những quyển quyển sách đó họ cũng xin giữ quyền quyển kinh thánh của tôi luôn. <laughs> Tôi nói vậy là đây là quyền kinh thánh từ sáng thế ký đến cả quyền. Anh có thể mở ra tất cả trong này. Mặc dù này là bản tiếng Anh, anh biết trên này là kinh thánh. Họ học tiếng Nam mà, họ biết rồi. Nói xin lỗi anh, tôi không thể sống mà thiếu lời Chúa được. Tôi đọc suy gẫm mỗi ngày. Này là bánh sự sống của tôi. Con người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi. Xong, mọi lời nói ra từ miệng của Chúa. Khi tôi hiểu được thánh linh, lời Chúa không thể tách rời ra tôi được. Tại vì thánh linh là đấng chép lời, tức là đấng cảm động người ta chép lời Thánh Linh là tác giả chính của kinh thánh này. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà chỉ có Ngài mới hé lộ chúng ta. Bây giờ nói tin thưa quý vị chứ, nếu là tôi là tác giả của cái cái quyển sách đó thì ai là người có thể giải bài cho quý vị? Giỏi hơn tôi, đúng không? Nếu tôi là cái tác giả mà là kêu người ta viết lại những cái chặng đường, những cái lịch sử hay là những cái gì đó không? trong quyển sách đó, tôi đặt vào cái đó, tôi kêu người viết lại đó thì người nào có thể giải thích hay hơn tôi, bất cứ người nào khác nếu đó là sách là tác phẩm từ tôi đúng không thì cũng tương tự như vậy chỉ có thánh linh mới bày tỏ chúng ta bởi vì ngài là thần khôn ngoan hallelujah mà ngài tạo dựng chúng ta ngài biết được cái gu của chúng ta mỗi chúng ta có những cái gu tiếng việt người ta nói nôm na đi tôi tôi là người bình dân tôi cảm ơn chúa không khó học nhiều <laughs> cho nên mình dùng nôm na kinh thánh rất là nôm na rất là bình dân có thể mọi người có thể hiểu được ok <laughs> nếu chúng ta cao quá chúng ta đọc không thánh không không chính thánh là chép cho những tâm lòng khiêm nhường ok thì đó cái ngôi ba của thánh linh rất là quan trọng thưa quý vị nếu quý vị muốn có sự thay đổi ha trong cuộc đời muốn kinh nghiệm được quyền năng siêu nhiên của chúa sự phước hạnh sự tốt lành những lời hứa trên này người có người nói chín ngàn lời hứa có người nói tám ngàn hay là bao nhiêu ngàn đi chăng nữa không quan trọng làm sao chúng ta càng kinh nghiệm lời hứa của chúa trong cuộc đời chúng ta càng nhiều càng tốt. Amen. Và chúng ta kinh nghiệm được lễ thật càng nhiều, chúng ta càng tốt. Mục tiêu Chúa cho kinh thánh chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được vương quốc của Ngài. Đây nói là đây là sách giống như nói về vương quốc của Chúa. Giống như khi chúng ta qua Mỹ, chẳng hạn như tôi qua Mỹ thì tôi phải học lại những cái luật lệ, những cách đi, cái đứng văn hóa, lời ăn tiếng nói của người Mỹ. Thì văn hóa của Chúa vậy chúng ta phải học lại. Không có người nào có thể dạy dỗ chúng ta hay hơn là cái người ta ở bản xứ này. Chẳng hạn như tôi qua người Mỹ Tôi cần một người giúp đỡ tôi Để dạy tôi tiếng Anh Để tôi biết được nói tiếng Anh với người Mỹ Để tôi biết được văn hóa của người Mỹ Để tôi biết được cách đi đứng Và cách lái xe Hay là những cái cách sống ở nước Mỹ này Không có gì bằng cái người Mỹ Người ta kinh nghiệm dạy cho tôi Đúng không ạ? Thì cũng tương tự như vậy Ngài là đến thanh linh dạy chúng ta Về vương quốc của Chúa hoạt động như thế nào Tại vì vương quốc của thế gian và vương quốc của Chúa Hoạt động trái nghịch nhau chẳng hạn thế gian là tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Còn vương quốc của cái Chúa thì hay rải bánh trên mặt nước như có chép trong uh, <laughs> uh, trong truyền đạo đoạn 11 câu 1 ha, hay rải bánh mì hay là hay rải bánh trên mặt nước nhiều ngày ngươi sẽ thấy nó lại. Nếu mà nói theo người thế gian anh là người ngu, anh đi rải bánh trên mặt nước không có hy vọng, không bao giờ mong đợi. Thì trong lời khôn ngoan của cho nên Chúa nói, Chúa Giêsu nói ban cho có phước hơn nhận lãnh. Cho nên mình không thể hiểu một cái gọi là một cái một chiều được Chúa vừa ban cho vừa nhận lành chúng ta amen chúng ta cảm ơn Chúa rồi mình muốn giàu có càng ban cho càng gieo nhiều càng ban cho nhiều lại giàu thêm với nhiêu không có make sense nếu mà nó không có nó không giờ ban cho thì sẽ cho lại thấy không tiếng anh tôi thuộc câu tiếng anh trong Luca đoạn 6 câu 38 give it will give back to you good measure Press down, Shaking together, running over, men will give into your bosom. Thấy không? Ban cho thì ban lại. Chỉ quý vị đọc trong uh, Luca đoạn xã của bạn ta. Cho nên trong thế giới thế giới của thế giới linh thế giới của Chúa vận hành trong cái sự công bình nó không giống thế giới ở thế gian này ha <laughs> cho nên chúng ta cần cái người giải bài khi tôi qua Mỹ tôi cần cái người giải bài chia sẻ cho tôi hướng dẫn cho tôi để tôi kinh nghiệm được tôi có thể sống được ở Mỹ này tôi có thể va chạm tôi có thể thông hiểu tôi có thể nói chuyện được người ta và hiểu văn hóa người ta để tôi kinh nghiệm được những cái lợi ích những cái sự phúc lợi ở nước mỹ này thì cũng như tương tự như vậy chúng ta là khi chúng ta sinh ra chúng ta tin chúa chúng ta đã chuyển sang từ từ vương quốc của sự tối tăm qua vương quốc của sự sáng láng chúa giêsu nói như thế này người nào theo ta thì sao chúa giêsu nói trong gian đoạn 8 câu 12 ta là ánh sáng ha ta là ánh sáng thế gian người nào theo ta không ở trong bóng tối nhưng có sự sáng trong cuộc đời này tiếng anh gọi he who follows me have the light of life the light of life trong sự sống của mình có sự sáng hallelujah thì chỉ có đấng đó là ngôi thứ ba cũng chính là cũng chính là chúa hay là tiếng việt gọi là đức chúa trời mình nói để mọi người nôm na hiểu thì lúc tôi lớn lên trong môi trường nhà thờ tôi không được dạy dỗ về về đấng này Tôi không biết về bản tính thật sự của đấng này. Hầu như tôi chỉ biết là Thánh Linh đã đấng cáo trách, lúc nào cũng cáo trách tôi. Tôi làm sai là cáo trách, định tội tôi, phán xét tôi. Đó là tôi nghe về Thánh Linh. Tôi thực sự không biết đấng này thực sự như thế nào. Đó là những gì người ta dạy về tôi. Hôm nay, thưa quý vị, tôi muốn anh chị em chúng ta, nếu quý vị là những người đi nhà thờ lâu năm, tôi áo ước quý vị mở tâm lòng mình. Nếu cuộc đời quý vị không bao giờ thấy được cái sự vui mừng, cái sự gọi là sự bình an tình yêu thương thực sự ở trong lòng của vị. Quý vị cố nghiến răng cắn môi để làm việc cho nhà Chúa. Quý vị thường gọi là người đi học với Chúa đó nghiến răng, nghiến răng cắn môi ha, cố gắng sống tốt, cố gắng dùng tức là làm theo những màn lệnh, những chỉ định ở trong Kinh Thánh này. Tôi xin thưa quý vị, quý vị đang cởi sức mình mà đi theo Chúa. Điều đó là chú vị đang cởi xác thịt của mình. Như Roma đoạn 8 câu 7 và câu 8 chép được xác trở người nào ở trong xác thịt thì không thể nào làm đẹp Chúa, đẹp lòng của Chúa được đẹp lòng đức chúa trời ha tiếng việt dịch như vậy tiếng anh dịch là he who in the flesh cannot please God đó là quý vị đang dùng xác thịt chúng ta sẽ không bao giờ đẹp lòng chúa chúng ta cần làm đẹp lòng chúa amen cho nên chúng ta không hiểu được thế giới thuộc linh khi chúng ta dùng sức lực và cởi nên khả năng riêng chúng ta cho nên chúng ta cần một người giúp đỡ chúng ta đó là Thánh linh cho nên hôm nay tôi muốn giới thiệu cho chúng ta biết ngài là đấng như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu Tại chúng ta nhìn xuyên suốt cuộc đời ở trong cửa ước, chúng ta áo ước chúng ta được có được thánh linh. Đúng không? Người cầu ước người ta áo ước được có được thánh linh. Tại vì sao? Thánh linh chỉ có được ban cho một số người mà thôi. Những người vua, thầy tế lễ, những người tiên tri mới có thánh linh mà thôi. Còn ngoài ra thì qua những người đó, nhờ những người đó chia sẻ hay là hướng dẫn dẫn dắt. Amen. Mà trong khi chúng ta hôm nay trong tầng ước chúng ta tất cả chúng ta đều có thanh linh. Amen. như vậy tại sao chúng ta không kinh được ngài nó có những cái lý do. tôi sẽ chia sẻ tôi tin chắc với sự giúp đỡ của thanh linh quý vị sau khi nghe xong cái đề tài của thanh linh này thì quý vị sẽ hiểu thanh linh như thế nào và cuộc đời quý vị sẽ được thay đổi và tôi đã thấy nhiều người được thay đổi khi người đó hiểu được thanh linh là ai khi chúng ta hiểu được thánh linh là ai Chúng ta sẽ hiểu được mình là ai Bởi vì chính thánh linh chỉ cho chúng ta Thật sự biết mình là ai Ở trong vương quốc của Chúa Ở trong đấng Chris Chúng ta có những cái gì <laughs> Hallelujah Cảm ơn Chúa Cho nên ngôi thứ ba trên Trong nhà thờ tôi Tôi không biết có vị đi nhà thờ khác làm sao Riêng nhà thờ mà tôi tôi không muốn nói tên <laughs> Mình phải yêu thương anh em mình Ok nếu mình kinh nghiệm được phần nào đó thì mình cũng cầu, câu mang cho anh em mình. Sở dĩ tôi chia sẻ với quý vị những gì tôi biết chỉ là một phần rất là nhỏ mà thôi. Nhưng mà tôi áo ước quý vị biết được những điều này. Tôi không muốn, tôi nói với Chúa, con không muốn con sống những chuỗi ngày ở trên đất này á, những quyển sách đã chép những cái lợi, những cái sự phước hạnh của Chúa chép hay là những cái gì mà Chúa khi Chúa tạo dựng nên con. Tất cả những cái sự phước hạnh ở trong lời Chúa chép mà khi con lên với Chúa, con nói wow, rất là nhiều cái con chưa được sống những gì mà Chúa đã ban phước cho con. Tôi nói với Chúa Chúa ơi con muốn Con muốn kinh nghiệm tất cả những gì chép với con Để làm vinh hiển danh Chúa Chúa tạo dựng chúng ta cho vinh quang của Ngài Amen <laughs> Cảm ơn Chúa Cho nên Thánh Linh đó, Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh Chúa hứa với chúng ta không Nếu chúng ta đọc nếu chúng ta đọc về 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 từ sáng thế ký đến khai quyền để ta đọc à, sáng thế ký câu 2 ha. hồi nãy chúng ta nói thôi Tức là ở đây từ sáng thế ký đến khải huyền qua một vụ của thanh Linh rất là nhiều. Ok. Đất đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực và thần của Chúa hay là thần của Chúa vận hành trên mặt nước, tức là Chúa thanh linh. Nhiều người nói ở đâu có chép ba ngôi, tôi chỉ tin Chúa Giêsu mà thôi thì cũng có một chỗ rất là tôi thường thường người ta hỏi ở đâu chép về ba ngôi đức chúa trời kinh thánh thật sự không nói là ba ngôi đức chúa trời nhưng mà chúng ta biết được thánh linh <laughs> chúng ta biết được cha và chúng ta biết được chúa giêsu tôi nghĩ là ở đây là rõ ràng nhất nó về cái 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 ba ba tức là ba ngôi thánh linh không phải là một cái sức lực sức hay là sự siêu nhiên của chúa thánh linh cũng là có thân thân gọi là thân vị rõ ràng ha ok để chúng ta mở trong Ma-thư hay là mát hay là Luca cũng có. Bây giờ tôi mở Luca ở đây Luca tôi thích Luca nói ở chỗ là Luca đoạn 3, ha. hôm nay tôi nói chậm rãi một chút để quý vị ghi chép nha. Nếu quý vị là người khao khát quý vị ghi chép để để quý vị nghe để có thời gian quý vị coi lại ừ, Luca đoạn 3, ha. Đây là nói về à, nói về tức là ở đây là nói về ba ba ngôi của Chúa, ok? khi tất cả chúng đều chịu bắp tem, Chúa Giêsu cũng chịu bắp tem. Lúc Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra. Chúng ta thấy trời mở ra. Điều gì tiếp kế tiếp? Và thánh linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Chúng ta thấy đây không? Trời mở ra xong rồi thánh linh giáng xuống trên Ngài và đậu trên Ngài có hình dạng như chim bồ câu. ha Chim bồ câu lại có tiếng từ trên trời phán. À, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn hay là đẹp lòng ta hoàn toàn. Như đây chúng ta thấy được không? ở trên trời thì có tiếng nói này là con dây dấu của ta mà ở trên vai của Chúa Giêsu thì là thánh linh hình dạng chim bồ cầu chúng ta thấy ba ba người rõ ràng đúng không ạ chúng ta thấy chưa cuộc đời của Chúa Giêsu khi mà được bắp tem bằng thánh linh Chúa Giêsu bắp tem bằng nước xong bắp tem bằng thánh linh ha chúng ta thấy như vậy ha thì chúng ta khi mà Chúa thánh linh ngự đến Chúa Giêsu điều gì xảy ra Chúa bắt đầu chức vụ của ngài lúc bây giờ ngài tròn 30 tuổi mà trong kinh thánh Chị chép lại lần đầu tiên được xuất hiện lúc chú 12 tuổi. Mà lúc bây giờ chú chỉ nói về cha mình thôi. Khi mà bà Marie và Joseph đang tìm kiếm ngài. Các ngươi không biết sao ta đang làm việc cha của ta. Chú chỉ nói vậy thôi. <laughs> Nhưng mà chú chưa làm dấu kỳ phép lại. Người ta biết trong chú có một sự khôn ngoan. Nếu chúa Giêsu ok là chúa là cũng gọi là Đức Chúa Trời nó theo ngôn ngữ tiếng Việt ha. Tôi thì không thích nói Đức Chúa Trời. <laughs> Nhưng mà bởi ở đây chúng ta nói để mọi người có thể hiểu được mục tiêu của tôi, khao khát của tôi để chúng ta biết Chúa quan trọng hơn những cái ngôn từ hay là những cái lời từ gì đó. Ok. Thì nếu Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà cũng cần sự hỗ trợ của Thánh Linh để bước đi trong cuộc đời của Ngài, để bước đi trong chức vụ. Tôi xin thưa như thế này, tất cả chúng ta đều kêu gọi thưa quý vị. Ok. Trong tân ước tất cả chúng ta đều kêu gọi. Kêu gọi chúng ta không có nghĩa là ai cũng chia sẻ lời Chúa như tôi. Ok. <laughs> có người kêu gọi làm đầu bếp cũng là sự kêu gọi. Tại sao người ta làm đầu bếp nấu ăn hoài không không chán? Đó là cái đam mê Chúa đặc đệ. Khi chúng ta biết được ân tứ hay là sự đặc đệ của Chúa trong cuộc đời của mình, mình làm hoài không có mệt. Giống tôi chia sẻ lời Chúa, tôi chia sẻ cả ngày không mệt. Các vị nói có thể nói là anh nói đùa chứ anh nói sao cả ngày. Tôi ở cả hàng ngày ở tiệm tôi tôi nói về Chúa, tôi về nhà nói về Chúa. Tôi lên YouTube này, tôi lên này tôi cũng nói về Chúa. Quý vị tưởng tượng đi, một ngày biết bao nhiêu tiếng tôi nói về Chúa. Không bao giờ mệt. Đó là sự đặc biệt của Chúa. Nếu có vị đam mê và giống như có người chơi nhạc sao mình thì đi tập tôi tôi thực sự tôi đi tập đàn tập hát một hai tiếng tôi thấy mệt rồi giống như tôi thấy là đủ rồi mà những người đam mê á, hoài cứ cứ giống như người tưng 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 giống như là người người ta gọi là những người mà bị phê vậy đó đang phê vậy đó chứ hoài mà hóa, đó là đam mê của người ta đó là cơ sở đặc đệ của Chúa trong mình cho nên khi chúng ta biết được cái sự đặc đệ của Chúa trong chúng ta thì chúng ta làm nó giống như chúng ta đang vui chơi <laughs> nó không còn mệt mỏi nữa ừ. không còn là gọi là à, toát mồ hôi khó khăn nó không còn gọi bằng niềm vui amen từ đây chúng ta thấy rằng rõ ràng ba ngôi đúng không? Có cha, có con và thanh linh. Ha, Chú thư cũng nói là nhân danh bắt têm nhân danh cha, con và thanh linh. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ba ngôi. Nếu thường thường tôi hay chỉ cho những người mà hỏi Anh chứng minh cho tôi thấy đi trong kinh thánh có chỗ nào chép ba ngôi Tôi nói trong kinh thánh không chép ba ngôi Nhưng mà tôi biết có ba thân vị rõ ràng Có cha con và thanh linh Nơi nào chép tôi chỉ cho chỗ này Anh tự đọc đi chú bày tỏ anh sao anh bày tỏ Tôi cảm ơn chúa Tôi cầu nguyện chúa xin chúa ban cho tôi Tôi xin Chúa ban cho tôi cái sự khôn ngoan tại vì tôi không muốn cải kinh thánh. Tôi chỉ nói cái câu đó, đoạn đó, anh đọc đi. Anh cầu nguyện Chúa bày tỏ anh sao. Thì đối với tôi, Chúa bày tỏ tôi như vậy. Còn anh, Chúa bày tỏ anh sao. Tại vì trong châm ngôn đoạn 28, hình như là câu 5. Ha, người ta đọc đi. À, châm ngôn 28 câu 5. Hallelujah. Hy vọng tôi đúng nhà. Chúa Thanh Linh cho tôi đúng nhà. Chúa Thanh Linh cho tôi đúng nhà. Cho con đúng Chúa Thanh Linh ơi. Kẻ kẻ buông mình vào điều ác chẳng hiểu sự công bình nhưng ai tìm kiếm Chúa Giêsu hiểu biết mọi sự Hallelujah câu B ha ai tìm kiếm Chúa Giêsu hiểu biết mọi sự như vậy là sao Thánh Linh biết mọi sự đúng không con tôi thứ nhất đoạn 2 câu 10 OK hay là uh, Roma đoạn đoạn 8 câu 26 27 thì bây giờ đó Chúa bày tỏ với tôi là như vậy còn đối với Chúa bày tỏ với quý vị thì sao quý vị đọc và xin Chúa bày tỏ Ô, oh, tôi vui mừng không ai cãi tôi nữa từ đó tôi 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 bắt đầu học cách không có cãi lộn kinh thánh nhiều người rất là thích ư, cãi lộn tại vì nhất là mấy ông thần học u nói về tri thức thì thôi <laughs> họ giỏi lắm họ thuộc lòng thậm chí là gần nửa quyển kinh thánh có nhiều người giỏi lắm giỏi lắm, nhưng mà chưa bao giờ kinh nghiệm được cái sự phước hạnh ở trong lời Chúa tại vì họ không tin vào mật vụ của thánh linh cho nên hôm nay tôi muốn giới thiệu cho chúng ta biết thánh linh đó. ngài rất là dễ thương ngài rất là dễ thương tính tình ngài rất nhu mì ngài rất là kiên nhẫn ngài là thầy giáo à tí chúng ta sẽ đọc kinh thánh nè ngài là đấng khôn ngoan ngài nhu mì ngài kiên trì và kiên nhẫn không bao giờ một thầy giáo không bao giờ giận mình chúng ta sau này chúng ta sẽ đi sâu vào hơn tôi muốn được cái vị tôi muốn được con cái của chúa ở đây tôi đang chia sẻ với những người khao khát nha còn quý vị không khao khát, tôi không ép, Chúa không ép chúng ta. Amen. Những người mà muốn thay đổi cuộc đời mình không mà không thay đổi được. Từng nó có lý do. Cho nên hôm nay là tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của tôi để mọi người cũng có thể kinh nghiệm được. Tại vì tôi dám khẳng định quý vị như thế này. Buổi trước tôi có chia sẻ hình như là trong năm 2021 này, tin mừng Chúa Giêsu năm 2021 này, nếu quý vị cho tôi 3 tháng để thay đổi cuộc đời Tôi dám khẳng định với quý vị cuộc đời của quý vị sẽ thay đổi trong vòng 3 tháng. Tôi dám khẳng định đó. Với đôi kiện phải làm theo những bước mà tôi sẽ chỉ cho. <laughs> bước gì đâu. Chẳng qua là nếu quý vị kinh nghiệm và thanh linh cuộc đời của quý vị thay đổi. Đơn giản vậy thôi. Từ từ chúng ta đi vào cho đó. ha Tại vì tôi đã thấy rồi. Tôi đã ném chính bản thân tôi. Khi tôi được kinh nghiệm thanh linh. Tôi một người khác. Tôi không còn như một người cũ Cần Thánh chép về như ông Sauler Lơ, uh, sách Samuel thứ nhất đoạn 10 câu 6. Khi ông bắp khi ông uh, kinh nghiệm được Thánh Linh dán trên ông, ông sao? Ông trở nên một người khác, ông nói tiên tri. Amen. Bây giờ chúng ta coi về đây hồi nãy tôi đang nói về Thánh Linh, tức là có Thánh Linh. Tức là uh, tôi đi nhà thờ không có nói về mực vụ Thánh Linh hay là không nói về Thánh Linh như thế nào? Mực vụ Thánh Linh là gì? công việc của thánh linh là gì như chúng ta thấy ở đây một vụ của chúa giêsu bắt đầu từ thánh linh trước khi thánh linh chưa dán trên ngài ngài đó có làm gì đó nhưng mà ta sao có lý do <laughs> đúng không có lý do đúng không chứ nếu mà không có lý do như vậy tại sao chúa giêsu phải chờ tới 30 năm mới bắt đầu một vụ không phải 30 năm không bắt tem thánh linh được chúa thánh linh dán trên ngài thì bắt đầu một vụ nhiều anh em nhiều anh em lẫn lộn ha ở đây tôi muốn cho chúng ta thấy được xuyên suốt kinh thánh như phi rơ như giang chúng ta thấy được khi có 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 sự vận hành của thánh linh trong cuộc đời của họ tôi thành một người siêu nhiên mặc dù không học hành gì hết nhưng chúng ta biết có chép trong công vụ các sơ đồ đoạn 4 câu 13 có vị chép lại ha chú ý rà lại coi có đúng hay không ở đây tôi đăng bài tôi tên tôi là chết là máy bay ấy, quý vị tôi bay chú cho tôi bay trong thuộc linh Cảm ơn Chúa. Để ở đây tôi muốn kích hoạt cho anh em. Tôi muốn anh em chúng ta giới lên cái sự khao khát để tìm kiếm thánh linh. Để tìm kiếm. Tại sao thánh linh là là cái đấng mà rất là quan trọng chúng ta? Tại sao cuộc đời chúng ta tin Chúa bao nhiêu năm chứ kinh nghiệm được sự vui mừng chứ không thể tha thứ được người ta? Ok. Ủa trời giận nó chết không bỏ luôn. <laughs> à, tại sao? Đó sự giận dữ. Chứ cái sự không tha thứ đó chính là cái cầm bẫy của ma quỷ nó trói buộc mình để mình không sống kinh nghiệm trong cái sự yêu thương trong cái sự thương xót và sự tha thứ của Chúa ok chúng ta mở với tôi để biết được tính tình của thánh linh như thế nào thánh linh như thế nào ok ngài là đấng như thế nào chúng ta cần ha mở thánh linh với tôi xin mở Esai Esai đoạn 11 câu 2 Amen Hallelujah tôi không biết quý vị sao chứ nếu mà nếu mà nghe tôi mà à, nên nghe mà nghe mà tôi nói vậy mà nghe mà nó trái bỏng vậy mà cái cái quý vị cái cái cội của quý vị mà không trái có nghĩa là nó bị ướt nhiều lắm quý vị nó bị nước nước giống như là chắc nước ngập nước ngập vô trong cội của quý vị cho nên không trái với những cái lời lẽ sống động như vậy mà cái cội mình không trái có nghĩa là nước nó nó tẩm nước nhiều quá ha từ từ đi mình cứ hơi nó khi nào nó nó khô xong là cội mình sẽ trái thôi amen <laughs> nếu quý vị tôi nói lại nếu quý vị muốn thay đổi cuộc đời của quý vị hay là những quý vị đã đau khổ đi theo Chúa thấy sao mà đi theo Chúa cực khổ quá đi theo Chúa sao mà ừ, không được làm cái này không được làm cái kia cấm cái này cấm kia cấm uống rượu cấm đi chơi cấm tùm lum hết cha mẹ thì cấm này cấm kia cấm đủ thứ hết cuộc đời nó chán quá ở ngoài đời ha hút thuốc uống rượu làm đủ thứ trò như vui đi chơi vui đi ba đi quán nhảy người đẹp đi tùm lum hết mà sao cái kinh thánh đi nhà thờ đứng lên ngồi xuống nó cấm cái này cấm cái chi nó có khô khang quá tôi dám tin thưa quý vị nếu quý vị đã kinh nghiệm thanh linh những cái gì cái sự ham vui của thế gian nó không còn giá trị nữa tôi hồi xưa tôi lấy một ví dụ trước khi tan vô tôi rất là thích nhạc đời mấy cái bài mà ru hồn đi hoang được ha đời tôi cô đơn nên yêu ai vừa hát vừa khóc nữa <laughs> đó Nhưng mà khi tôi hiểu được lẽ thật khi tôi kinh nghiệm thanh đinh, đó oh my goodness đó là tôi đang rủa xả bản thân mình tôi hát cái bài đó đời tôi cô đơn yêu ai cũng cô đơn thật sự <laughs> lúc bây giờ tình cảm của tôi đâu có thực thành đâu tôi đang rủa xả mình bởi cái lời ru hồn của ma quỷ ha cái đó gọi là ru hồn đi hoang luôn Tôi nuôi những cái mà tiêu cực Những cái đó là những cái lời đó tôi đang nói tiên tri cho mình Thấy không Đang hủy diệt cuộc đời của tôi Mà tôi đâu có biết lẽ thật đó Nhưng mà xin tôi kinh niềm thanh lên thưa quý vị Chứ được một tháng sau tôi dục hết Tất cả những cái lời thế gian Tôi không thấy ý nghĩa trong cuộc đời của tôi Khi chúng ta kinh nghiệm được sự tốt lành của Chúa Kinh nghiệm được sự sáng của Chúa Những sự tối tăm bắt đầu rời khỏi chúng ta Lời Chúa nói là Đừng tham gia vào công việc của, của sự tối tăm tốt hơn là nên cổ trách nó chứ tôi hiểu được Chúa là tốt lành thì ma quỷ là xấu khi chúng ta không hiểu được Chúa tốt lành thì chúng ta nghĩ là Chúa là xấu xa cho nên ma quỷ tốt hơn tốt hơn chúng ta mới theo chứ Thấy không tốt không chúng ta mới theo chứ chẳng hạn như là chỗ nào tốt hơn ta mới đi ai mà không muốn đi qua Mỹ không? <laughs> một số người không muốn qua thôi hầu như là rất là nhiều người muốn qua Mỹ tại sao tại qua mỹ có xe thôi đi đi nhiều khi ở việt nam mình nằm mơ không thấy như tôi nằm mơ không thấy qua mỹ đi xe hơi bình thường giống như bên việt nam mua thì đó ở đây Ok, kề là thánh linh giới thiệu chút xíu về. đi vô này đi chỗ kia một xíu cho nên á khi mình kinh nghiệm được thánh linh rồi đó tôi còn nghe một số người nói là trước đây họ họ nghiền ngập ma túy mỗi lần chơi ma túy vô người lân 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 phê đã lắm, lân, lân, lân 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 đã lắm nhưng mà người đó nói là khi mà kinh nghiệm được thanh linh đó, Còn đã hơn đó nữa <laughs> Còn đã hơn, còn phê hơn nữa Tôi thì mỗi lần mà tôi cảm nhận được sự Sự gọi là cảm nhận được cái sự vận hành của thanh linh trong tôi Tôi cảm thấy không gì sung sướng bằng tôi khóc <laughs> Tôi hay khóc với thanh linh đó. mà tôi không dễ khóc đâu nha nói quý vị nha tôi không dễ khóc đâu nha bất cứ tôi trải qua chuyện gì đó, thậm chí xe xe tông nát nát xe tôi không sợ đó nha tôi vui vẻ lắm tôi tạ ơn chúa thôi à nhưng mà đụng với Chúa tôi tâm sự Hay là trong phòng này tôi đàn, tôi ca, tôi hát Tôi ngời khen Chúa, tôi khóc rồi nào không hay Không sao ấy. Mình cảm thấy nó sướng Cảm thấy thanh đinh làm cho mình nó sướng Sao mà nó sướng quá Tôi thì chưa biết cái phê tôi chưa bao giờ thử ke Tôi không biết cái phê xe ke như thế nào Nhưng mà tôi thấy tôi Tôi chỉ biết là tôi phê với thanh đinh Ồ oh, nhìn đã lắm, cảm giác đã lắm Nhưng mà chúng ta không đi theo cảm giác Ok không để theo cảm giác ok chúng ta bước đi trong niềm tin hay là đức tin ha tiếng anh tiếng anh gọi là the faith shall live uh, the just shall live by faith ok ở đây chúng ta mở sai chúng ta thấy chưa sai đoạn đoạn 11 câu 2 ha Ủa sao tôi mở sai đoạn 2 ta nãy giờ nói mà sao không để ý ta đoạn 11 câu 2 xin lỗi quý vị ha ok này mới đúng thân của Chúa Giê-hô-va ngự trên ngài này là tức là nói tiếng tiên tri về Chúa giê ha À, phần kế tiếp này là thần khôn ngoan ok chúa chúa thánh linh đó thần khôn ngoan trong Esai mươi uh, 61 câu 1 cũng có nhắc lại hoặc là uh, chúa giêsu đọc khi mà thầy chúa giêsu giêsu đọc trong Luca đoạn 4 câu 18 đó thần của chúa ngự trên ta đang uh, rồi công vụ các sơ đồ đoàn uh... Ok, để tôi mở đây. Tí tôi chúng ta quay lại chỗ Esai này. Tôi giới thiệu hết cái phần cái phần của Thánh Linh. Để sao để quý vị thấy được Thánh Linh như thế nào. Ok chắc là hôm nay giới thiệu không hết ngày mai giới thiệu tiếp cứ phần kế tiếp chúng ta giới thiệu tiếp tôi muốn cho quý vị thay vì quý vị đi theo chú 15 năm 20 năm xa xôi quá tôi sẽ giúp đỡ quý vị nếu quý vị đón nhận những lời tôi chia sẻ này mở lòng đón nhận nghe những gì thánh linh nói những chú sư nói hãy nghe những thánh linh nói đó tôi đảm đảm bảo quý vị 3 tháng sau cuộc đời của quý vị sẽ kinh nghiệm sự vui mừng chưa bao giờ có sự bình an chưa bao giờ có tôi dám cam đoan Money back guarantee, ok? Tiếng Anh gọi là money back guarantee. <laughs> Tôi chưa biết nói tiếng Việt như thế nào. <laughs> ok. Ok. Nghe là thần khôn ngoan. Ok. Ok. Mở trong... Uh... con có một cắt sơ đồ đi. Luca đi. Mở Luca trước đi. Luca đoạn 4 câu 18. Tôi nói từ từ ha. Luca đoạn 4 câu 18. Nhắc lại lần nữa. Luca đoạn 4 câu 18. Là ba lần đúng rồi ha. Được rồi không? Ba lần. Ok. Đây. Thánh linh của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin mừng cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố cho người bị giam cầm được được tự do, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do và công bố năm hân hỷ của Chúa. Hallelujah. Ở đây chúng ta giữ Luca ở đó bắt giờ mở ra công vụ các sơ đồ đoạn 10 câu 38. Ghé. Okay. Thì chúng ta hãy đi nhiều kinh thánh, phải đi nhiều kinh thánh ha. Thế nào Chúa Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Chúa Giêsu người Nazareth bằng thánh linh, ok, và quyền năng thì sao điều gì xảy ra bằng thánh linh nhờ cái thánh linh đó bắt đầu một ngày chức vụ bằng thân linh rồi ngài đi khắp khắp nơi làm việc nhân đức tức là làm những chữa lành bao nhiêu chữa lành tất cả những người bị ma quỷ ức hiếp vì đức chúa trời ở cùng ngài chúng ta thấy không khi có sự hiện diện của thánh linh cuộc đời của chúa giêsu bắt đầu làm một vụ chúng ta thấy được những cái sự siêu nhiên của Chúa Giêsu làm không ai làm được hết bởi vì bởi có thánh linh thánh linh là đấng khôn ngoan ha chúng ta thấy có lúc Chúa Giêsu gọi những người mà chưa bao giờ biết như uh, sa ha chưa bao giờ biết bởi sao bởi thần Chúa là thần khôn ngoan chúng ta cần cái sự khôn ngoan trong cuộc đời chúng ta sự khôn ngoan cho chúng ta biết điều tốt và điều xấu điều đúng và điều sai trong kinh thánh chép rằng trong trong ngôn đoạn 4 câu 7 đó Get wisdom, hãy Hãy đón nhận, hay là hãy tìm kiếm sự khôn ngoan, hay là hay là đón nhận sự công ngoan. Get wisdom with all you, get understanding, with all you get in, get understanding. Thế là cái sự khôn ngoan là quý hơn châu báu Những cái điều gì con yêu thích không thể sánh bằng nó. Thấy không? Tay phải thì sự trường thọ, tay trái thì sự giàu có. Thấy không? Tôi thuộc tiếng Anh à, trong uh, trong ngôn đoạn 3 câu 13 đến câu 18 đó. Uh -huh. Cho nên sự khôn ngoan rất là giá trị quý Sự khôn ngoan này không phải truyền đạt bởi vì tuổi lớn hay là tuổi trẻ hay là không, sự khôn ngoan là đến từ Chúa. Cũng có sự khôn ngoan của thế gian, nhưng mà sự khôn ngoan trên của Chúa nó cao hơn. Sự khôn ngoan không di chuyển theo cái gian. Ok. Cho nên Chúa Thánh Linh ngài là đấng khôn ngoan. Cái này là tức là ngài là như vậy đó, tức là ngài là giống như chúng ta nói là à, chúng ta nói sao ha? Tôi lấy một chai nước kìa chúng ta nói đây là chai nước khi chúng ta uống chai nước như vậy đó. hoặc là ăn apple là vậy đó. chúa thánh Đinh là đấng khôn ngoan thông sáng à. người có sự thông sáng nhìn xa trong rộng thông sáng nhìn thông sáng mưu lực và quyền năng chúng ta thấy chúa giêsu khi mà thánh Đinh ngự trên ngài chúng ta thấy quyền năng của chúa bắt đầu vận hành chúa hóa nước thành rượu cái, okay. cái này thì nói chung mình nói sơ sơ được nói nhiều anh em đùng chạm lắm <laughs> chúa chú tự nhiên chú làm bây giờ nó anh nó, nó xin lỗi anh chứ anh cầm rượu lắm có tội rồi bây giờ chú mà hóa rượu hóa nước thành rượu cho người ta uống đám cưới nữa chứ <laughs> mà hóa nhiều nữa chứ cái này không biết nếu mà nhà thờ nó xin lỗi cho nhà thờ mà nhà thờ mà anh em mà cấm rượu coi như là cái này dứt phép thông công chắc phải 10 năm ha chúa Giêsu chắc phải bị dứt phép thông công 10 năm tại vì chú hóa rượu mà mình bây giờ đi mua rượu cho người khác không là bị có, có tội rồi đúng không ha đúng không ha tôi <laughs> nói vậy thôi ok thông một quyền năng chúng ta thần tri thức và kính sợ chúa kính sợ chúa có nghĩa là có sự tôn trọng chúa một cách tuyệt đối như chúa giêsu nói có một cái ta tìm kiếm đó là tìm kiếm tức là sự vinh quang của cha tức là tôn trọng cha chúng ta biết ở đây đó là đây là là tức là diễn tả về thánh linh là như thế nào chúng ta thấy không thánh linh oh my goodness nếu chúng ta cần khôn ngoan thì sao chúng ta cần thánh linh nếu chúng ta cần sự thống sáng thì sao chúng ta cần thanh linh tại sao chúng ta không không ngoan tại sao chúng ta trong sống trong tối tăm chúa giêsu nói nè nếu sự sáng của các ngươi trở nên tối tăm thì sự tối tăm nó quá lớn thì tối tăm nó lớn dường nào đúng không hồi xưa tôi đọc câu này tôi không hiểu khi mà tôi kinh nghiệm thanh linh ô oh, tôi đọc câu này ô oh, thấy nó sướng làm sao <laughs> tại sao tại vì sao mình tin chúa mình có sự sáng nếu mà sự sáng trong mình trở nên tối mình cũng đi làm giống như người giống tôi nói bên Mỹ này, không đi bầu cử mà đi bầu cho những người giết em bé, là mục sư đó đi bầu cử là ủng hộ những người phá thai đó, thử hỏi cái đó là giết người đó tội gớm giết trước mặt Chúa đó. Nếu chúng ta hiểu lễ thật ha, còn anh em chưa hiểu thì nhưng mình cầu nguyện để Chúa mở, mình không phân xét ai ở đây. Tức là ở đây tôi nói là tại sao mình không có sự thông sáng, bởi không có sự gọi là tri thức, đó, sự hiểu biết về Chúa, chúng ta không có. Nếu chúng ta có sự hiểu biết. Chúa đâu có nói là dân sự ta chết vì vì thiếu tiền hay là thiếu gạo hay là thiếu cơ hay là thiếu cái 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 này cái gì hay là thiếu tiền không dân sự ta chết bởi vì thiếu sự thông biết hay là sự thông sáng hay là sự hiểu biết bây giờ như vậy chúng ta cần thanh định ok nếu quý vị muốn kinh nghiệm cuộc đời của quý vị đi theo Chúa là những chuỗi ngày ha đầy sự phước hạnh những chuỗi ngày mà phải nói là những chuỗi ngày mà Giống như Chúa nói, ok tôi mở tôi mở cho quý vị trong mươi 40 40 44 câu 3. ui quý vị nghe câu này là sướng tai luôn. Ok. Tôi nghe là tôi sướng tai nha, không biết quý vị làm sao tôi biết. Nếu quý vị chưa sướng tai chắc cổ nó còn còn ướt quá ha. Chúng ta tiếp tục hơi thế nào nó nó cảm thấy nó khô thì nó cháy lên. Ok. Tôi đang đốt đây. <laughs> 43. Ok. Năm nay chúng ta nói về thánh linh nhiều Ok quý vị. Tôi muốn giúp đỡ quý vị đi đường ngắn đi đường tắt ok không phải là đường tắt mà đi thẳng ha đi thẳng à, câu Isaiah 44 câu 3 Hallelujah Hallelujah Chúa giúp con ok vì ta là Jehovah Chúa của con đấng thánh Israel cứu Chúa của con ta ban Ai cập làm giá cho con và cúc của xin lỗi tôi đọc sai sai đoạn 44 câu 3 cho nên đọc sau thấy khác rồi thế khác. Ok. Nó là vì ta sẽ rót nước trên người khát khao. Oh, hallelujah. Hãy có khác rồi. Cho suối chảy nơi khô hàng. Nơi đất khô hàng. Nếu quý vị là người khô khang, khô hàng, quý càng cần thánh linh. Tôi không biết sao, bây giờ tôi càng cần thánh linh nhiều hơn. Chúa Yêu nói sao? Người nào tin ta thì như kinh thánh chép. đầy dễ trong lòng. Nói chảy ra những dòng sông chúng ta cần dòng sông tươi mới sức mới không ok chỉ có thánh linh mới giúp được chúng ta như vậy thôi làm cho chúng ta sống động làm cho sự sống chúng ta có cái sự gọi là nhiệt huyết sống mà tiếng anh gọi là full of energy đầy dẫy sức sống amen ok cho suối chảy nơi đất khô hạn nếu có việc khô hạn cuộc đời có việc khô khan có vị lúc nào cũng cào nhào cằn nhằn quỳ cần thánh linh thánh linh đến là sao Nơi nào có sự vận hành của thánh linh, nơi đó có sự tự do. Tại sao quý vị, quý vị buồn rầu lo lắng? Khi chúng ta buồn, chúng ta cần, ta cần vui đúng không? Nhưng vậy là ai sẽ làm chúng ta vui? Thánh linh có thể làm chúng ta vui. Ok, Chúa là đấng bình an. Hay là Chúa của sự hy vọng khiến cho chúng ta, ban chúng ta sự vui mừng. Đó, Roma đoạn 15 câu 13 đó. God now is the God of hope who fills you with all joy. Chúa Thánh Linh khiến chúng ta, làm cho chúng ta đầy dẫy sự vui mừng chúng ta Fill you with all joy and peace Đầy dẫy sự vui mừng và sự bình an Thay gì? Peace and joy That you may abound in hope by the power of Holy Spirit Để chúng ta sống trong sự hy vọng dư dật Bởi quyền năng của Thánh Linh Hallelujah Ok tiếp tục Cho suối nơi chảy đất khô hạn Ta sẽ ban, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi con Và ban phước lành trên hậu tự con này là lời hứa để cho thánh linh cho ai tin ngài. Cho nên công việc của thánh linh là sao? Cho suối chảy nơi khô đất cả Nơi khô hạn chúng ta cần Thanh linh nếu cuộc đời chúng ta đi theo Chúa chúng ta, ôi Chúa sao mà con khổ quá có nhìn người ta khác người ta con cũng làm vì Chúa cũng hầu vì Chúa chúng ta cứ hầu cho nên chúng ta khổ quý vị bởi vì chúng ta làm vì cha mình ha rồi từ từ tôi sẽ cắt nghĩa về điều vì làm con sao rồi, riêng phần này chúng ta tập trung thánh linh ok cho nên chúng ta cần thánh linh thưa quý vị quay đi quay lại chúng ta thần thánh linh Đó ở đây tôi chỉ giới thiệu thôi Rất là nhiều cái Thánh Linh nói Chúng ta sẽ tiếp tục ok mở lòng Hãy nghe những gì Thánh Linh nói ok Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị Sau khi bởi chia sẻ này Để làm sao? Để chúng ta có sự khao khát Ok Tôi rất là cần Thánh Linh mỗi ngày Tôi cần ngài nhiều lắm Tôi cần hơn nữa, Hơn bao giờ hết hàng ngày tôi cần Thánh Linh Cần sự khôn ngoan Tôi cần khôn ngoan quý vị Trước đây tôi không biết Cái sự khôn ngoan nó giá trị như thế nào Tôi cảm ơn Chúa bây giờ Trong Chúa Giêsu Ok và ban phước lành cho học tử con Chúa hứa chúng ta là con được phước tại sao chúng ta không được phước nó có lý do tại sao chúng ta nghèo nó có lý do người Giê-ra hay nói là ôi à, Chúa cho tôi như vậy tôi amen làm sao anh biết là Chúa cho anh như vậy mà Chúa nói là Chúa tạo dựng chúng ta là theo ảnh tượng của Chúa Chúa tạo dựng chúng ta cho sự vinh quang của Ngài nhưng vậy anh nghèo làm sao mà vinh quang Chúa được kinh thánh của nó là sự khôn ngoan thì vượt hơn mọi vượt hơn sức mạnh nhưng mà sự khôn ngoan của người nghèo thì sao bị kinh dễ lời nói của người không ai nghe mà trong truyền à, trong phục truyền luật lịch ký đoạn 28 đó sự đũa xả thì trong đó có sự nghèo khổ người sẽ nghèo khi đi ra nghèo khi đi vào <laughs> sự đũa xả đó quỳ đọc từ câu phục truyền luật lịch ký đoạn đoạn 28 từ câu 10 16 trở xuống đến câu 58 thì phải Hả? bởi vì sao đó là sự rủa xả mà khi chúng ta có thân linh thì sao Chúa làm sao vì ta sẽ rót nước trên người nào khao khát nên nhớ khi chúng ta khao khát mới được nha ở đây Chúa nói là ta rót nước cho tất cả người nào tin Chúa Giêsu không! <laughs> không không ở đây Chúa nói là Esai 44 câu 3 44 câu 3 vì ta sẽ rót nước trên người khao khát Chứ nói sao? Hãy ao khao đến với ta mà uống. Uống xong sao? Mình uống một ngụm thôi, nó chảy ra những dòng sông. Nó chảy ra những dòng sông. <laughs> Sướng không? Đó mới gọi là nước thánh chứ. Còn uống mà chảy ra chút xíu giọt giọt giống như, như cà phê đắng thì thôi. Chờ một buổi sáng uống được như này cà phê. <laughs> Chờ ba chục phút mà giọt giọt ly cà phê đắng Ly cà phê như muốn nói Nói cùng tôi điều gì đó Ly cà phê bánh mê ok Giọt 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 thôi đó, Nhiều người nói Ok Tôi thích cả ly cà phê Cũng có cái hai giống người ta nói à, Tiền vào như lũ lục miền trung Tiền ra thì như giọt Như uh, nhỏ giọt cà phê Tôi với tôi thì tôi không cần Tôi không đồng ý lắm cái đó Tôi muốn tiền ra như dòng sông lũ lụt Tiền vào thì, thì Thì như đại dương <laughs> Bạn Phước thì hả? Mình gieo nhiều mình thu hoạch nhiều Đúng không? Mình đầu tư nhiều Ok tôi nói lại nữa vì ta sẽ rót nước trên người khao khát nhớ nha chúa giêsu nói sao người nào khao khát về sự công bình sẽ được dư dật tiếng việt lợi no đủ cái gì việt nam là cái gì cũng no đủ hết đó là văn hóa việt nam chúng ta ra khỏi văn hóa mình chút ha ok ở đây chúng ta quay lại chúng ta cảm ơn chúa thánh Đình là như vậy chúa không làm việc cái gì mà từ 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 chúa làm cho cái khô trở nên sống động thì mới quan trọng chứ chúa rẽ dòng sống với sa mạc ok tôi mở tôi mở tiếp hình như là Yeah. đoạn đứa co coi thì tôi coi thì hình như là 43 câu 19 hay sao mà coi nha có khi không chính xác nha mong quý vị thông cảm mà không chính xác nha Nói chung là có chép thôi có chép ha 19 nó coi thử có 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 đúng không Tôi nhớ là hình như là như vậy này ta sắp làm việc mới đúng cảm ơn chúa cảm ơn chúa thánh linh đúng là ấy sai 43 câu 19 này ta sắp làm một việc mới bây giờ đang diễn ra mà các con không biết sao ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Hallelujah. À. Khi chúng ta khao khát nó quý vị, nó là như vậy. Chúa rất là Chúa rất là chờ đợi chúng ta. Ok, Chúa không có bởi vì Chúa không nói là khi nào anh đủ tiêu chuẩn tôi mới rót nước càng sống này, khi nào anh đủ tiêu chuẩn Chúa nói là người nào khao khát hả đấy. Khao đi, hay khát đi. Nói Chúa ơi tôi khát con khát ngài, con khao khát là thật ngài. Tôi nói Chúa ơi con muốn kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, con khao khát ngài. Mình phải nói, mình không nói chúa ép mình đâu ok cho nên mình mới nói Tại chúng ta thấy rằng thánh linh phước hạnh không muốn khôn ngoan có khôn ngoan muốn thông sáng muốn quyền năng có quyền năng ok chúng ta đeo đổi chúa thôi nha đừng có đeo đổi cái quyền năng của chúa nhiều người đeo đổi quyền năng của chúa không nhiều có mà chúng ta đeo đổi thánh linh Amen. mé như chúng ta bây giờ tôi muốn giới thiệu cho quý vị biết thánh linh đó, cái thần chứ cũng là thánh linh là thần mà ok Ngài không phải là đấng để cáo trách chúng ta Cáo trách tội lỗi của thế gian Cáo không phải cáo trách chúng ta Rồi tôi mở sơ sơ với để chúng ta kết thúc ở đây Cũng nhiều quá Tại vì chúng ta cũng nói nhiều về thanh linh ha. chú hứa là ngày sau rốt sau Chú đổ thanh linh Để tất cả mọi người đều được hết Cho nên chúng ta khao khát khá đi ok Không phải như chúng ta không phải vốn thời cựu ước Chỉ có thầy tế lễ mới có thôi Hoặc là chúa chọn mới có thôi Còn bây giờ tất cả mọi người đều được Ok tất cả đều được đây tôi mở ra trong UN đi UN đoạn 2 câu 28 đi quý bác mắc còn quý biểu tình tôi nữa quý vị ghi viết trên YouTube nữa ông này ông nói không có cơ sở không có bằng chứng gì hết trơn mà nói gì phải có sách mắt phải có chứng ok yên tâm anh em yên tâm anh em cứ từ từ đi đừng 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 có nóng ha cứ từ từ đi mà còn tôi nó mới ba tuổi rưỡi thôi đi mà thôi đi mà Ủa, wow, hồi nãy tôi nói sách gì ta thế nó nhiều quá mất tiêu nó chạy mất tiêu rồi tiếng việt sao mà kiếm nó chạy vòng vòng ở đâu á un 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 đâu rồi un your... thấy rồi tiếng anh thì tôi kiếm nhanh đó đây dùng ipad rồi đó ok chắc quý vị nghe cũng cười ha có cười nhắn tin cho tôi nha chia sẻ cùng tôi nha thanh linh nó vui ở thiên đàng á thanh linh được mạnh danh là đấng drama sao ha là là diễn kịch ha là đấng diễn kịch ha không biết tiếng anh road drama đó như okay, cầu 28 bây giờ chúng ta đi nhanh chút ha nãy giờ tôi, chúng ta đi nói chung là hôm nay là tôi muốn khuấy động cho quý vị thấy được cái giá trị của thánh linh hay là một hay là cái cái gọi là thánh linh là như thế nào ok ta cứ nghĩ không thì ta cứ sợ thánh linh nữa ôi cáo trách đó thấy thánh linh phạt tôi thánh linh chú phạt tôi chú không có phạt thay kia chú chưa phạt quý vị ơi khi nào chú ý đến đến quý vị không tin nhận chú ý lúc đó ráng chịu ở nha ok chú phạt thật sự chú ném vào lửa đời đời luôn á ở đó là không có tin nhận chúa giêsu là tiêu á tôi không giỡn nữa nha cái này cũng giỡn nữa nha tôi sẽ mở câu kinh thánh cho quý vị từ từ tôi sẽ mở cho những cái câu đó bây giờ tôi mở câu này trước ha quý vị có gì nhắn tin quý vị cần biết cái gì nhắn tin ha khi tôi rảnh thì tôi chia sẻ ok này thấy rồi nè sau một vòng vòng sau một đi một vòng vòng cũng thấy rồi cảm ơn chúa sau đó uh, Yohen, đoạn 2 câu 28 ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt ở đây để ý từ mọi xác thịt có nghĩa là tất cả mọi người ha con trai và con gái sẽ nói tiên tri ô oh, hallelujah hồi xưa chỉ có thấy tiên tri chứ đấng tiên tri eli rồi samuel rồi elise mới nói được tiên tri hoặc là vua david mới nói được tiên tri thấy không thấy không thấy sung sướng không ok sau đó ta sẽ đổ thần của ta có nghĩa là thanh linh đó quý vị trên mọi xác thịt con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri các ngươi sẽ nói tiên tri ha những người già sẽ được báo mộng tức là nằm mơ nằm mộng quá giống như Joseph kìa cái thằng nằm mộng đến được kìa vợ tôi hay gọi tôi là người nằm mộng ok tôi cảm ơn chúa chúa cho tôi cũng hay nằm mộng lắm ừ. có lúc thì tôi giải thích đúng có lúc tôi giải thích cũng chưa chưa chuẩn lắm thì mình tập tành mình đó. đâu có sao đâu ok những người già sẽ được báo mộng và những các thanh niên sẽ thấy khải tượng sự mặc khải sự vision tiếng anh gọi là vision Ô oh, hallelujah, chúng ta thấy chưa? Đây, trong những ngày ấy, câu 29 ha, trong những ngày ấy ta cũng đổ thần ta trên các tôi trai tới gái chứ. Mà trong công vụ các sư đồ chép lại đó, tất cả mọi người, ok, công vụ các sư đồ đằng 2 á, khi phi rơi giảng đổ thần của Chúa. Cho nên Chúa đã đổ rồi hơn 2000 năm rồi quý vị. Cho nên chúng ta cần biết về điều này, ok. Chúa đã đổ hơn 2000 năm rồi. Công việc của Chúa Thánh Linh đó, là công việc của ngài là như thế nào ok chúng ta tiếp tục ha bởi vì chúng ta biết là chúng ta biết là ok tức là thánh linh đó cho tất cả chúng ta ý tôi hồi nãy tôi nói là cho tất cả chúng ta ok này là bắt đầu là mình nói về một vụ của thánh linh ha dân dân đoạn 14 đây ha mình nói dân đoạn 14 đi ok văn đoạn 14 câu 26 chúng ta tiếp tục ha chúng ta đi một tiếng đi ha kệ đi đi dạo một tiếng đi à, đi một tiếng đồng hồ đi Ok, câu 26 này Nhưng đất an ủi đấng ăn ủi thế chưa này là nói về thánh linh này tức là thánh linh mà cha sẽ nhân dân ta sai đến tức là nhân chúa nhân gian chúa giêsu ngài sẽ dạy dỗ các ngươi mọi điều nhắc lại các ngươi nhớ tất cả những điều gì ta phán với các ngươi thấy chưa chúa thánh linh này, nhắc lại chúng ta những gì chúa nói với chúng ta ok ngài là đến sao ngài là thầy giáo ngài là đấng giúp đỡ này Bạn kinh em nó là helper bản kinh em dịch là helper là thầm giúp đỡ chúng ta là an ủi, khích lệ, nâng đỡ, giúp đỡ chúng ta. Đó là công việc của Thánh Linh. Oh, hallelujah. Ngài không có cáo trách chúng ta, Ngài không có rủa xả chúng ta, Ngài không phán xét chúng ta. Tại sao Roma nếu nói về Roma đoạn 8 câu 1 sao? Cho nên hiện nay hay là cho nên bây giờ không có sự đoán phạt hay là phán xét nào cho những ai ở trong đấng Christ chúng ta có Chúa Giêsu chúng ta amen hết huyết của Chúa Giêsu bao phủ chúng ta quý vị ơi. Không phải bởi việc làm chúng ta ok chúng ta cứ khao khát. Thấy chưa? Ngài là sao? Là đấng giúp đỡ mình cần giúp đỡ ngài là ta sao ngài khôn ngoan oh, ngài giúp chúng ta biết mọi sự dạy chúng ta mọi sự Còn những giúp đỡ chúng ta dạy chúng ta không phải dạy la mắng như thầy giáo việt nam không được cái gì cầm cái thức gõ cọc 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 kia nè à, Chúa chúng ta đến phải rất là bền bỉ nhân từ kiên trì nhẫn nại nghe là bóng trái của ngài là cái gì bóng trái của ngài là gì yêu thương mềm mại nhân từ nhu mì thấy không thành tính ồ, oh, chính trái Đó là thánh linh đó Trái của thánh linh mà Ok Quỳ nó Ồ anh nói không, không có cơ sở bằng chứng gì hết trơn mà Tôi biết Tôi mở cho quý vị Đừng có yên tâm đi Anh em với nhau tôi không có Tôi không tôi tôi không che giấu gì đâu quý vị Chúa cho tôi không Tôi cũng muốn chia sẻ ra chú dạy tôi Tôi đi với Chúa bao nhiêu năm nay Tôi không muốn một mình tôi Trước đây tôi nghĩ là tôi một mình tôi Ăn uống một mình tôi đủ rồi Nhưng mà đến lúc Chúa đánh thức tôi phải kêu tôi chia sẻ với quý vị đúng không? Quý vị biết không? Quý vị sung sướng Tôi học mấy năm trời với Chúa, Chúa Thanh Đinh Không ai dẫn dắt tôi Không ai chỉ cho tôi mấy cái này Tôi phải tự mài mò tôi đọc Kinh Thánh Một hai giờ sáng Tôi có người làm chứng <laughs> Quý vị sướng quá Ngồi tôi rót vô okay. Cảm ơn Chúa Quý vị phải cảm ơn Chúa nè Quý vị gặp tôi, quý vị phải chúc phước cho tôi đó. Nếu quý vị là một triệu đô, ít nhất cho tôi 10.000 đô đó nha. <laughs> phước cho quý vị quý vị cho tôi ok là Galati đăng năm của mà tôi nói sầm buồn cười quá nay hôm nay thánh linh làm cho tôi cười nhiều quá cảm ơn chúa thánh linh chúng ta phải tạ ơn chúa thánh linh nha quý vị có biết không cái nụ cười đó mặc quỷ nó sợ nhất là cái nụ cười của chúng ta đó quý vị mỗi lần quý vị thấy hoàn cảnh có khó khăn quý vị cười cho tôi <cười> mặc dù không muốn cười cười cho tôi mặc quỷ nó ghét lắm nó sợ nhất khi mình cười ok khi mình cười mình vui nó sợ lắm cho nên là kênh thánh chép là sao? <laughs> the joy of the Lord is my strength. Sự vui mừng của Chúa là sức mạnh của tôi. Ông Naomi nói đó, khi ông xây tường thành bao nhiêu người ta người ta tấn công thứ phía này là kia kia nào là anh xuống đi một một tay thì xây một tay thì cầm vũ khí khí giới cầm kiếm cầm cầm cầm, à, cầm kiếm cầm kia. Ok. Galati ha, Galati năm qua lại đi. Nhưng trái của thánh linh là như thế này, trái của thánh linh là gì? yêu thương chúng ta thấy chưa cho nên quý vị muốn yêu thương sao được quý vị phải có cái sự vận hành của thanh linh đó trong chúng ta thì bông trái đó nó tự động nó ra giống như chúng ta trồng ổi á, hay trồng mít á tôi tới thật kỳ nó tự động ra mình đâu có ép đâu đâu có ép đâu mít nó nói ơi tôi mệt quá tôi khổ quá sao mà nó ép tôi ra trái được tôi sao đó nó nói nó đúng mùa nó ra trái thì trái của thanh linh này này cái này là trái của thanh linh sự khôn ngoan vui mừng này yêu thương này vui mừng bình an thấy không vui mừng nhiều con cái chú tôi thấy không vui mừng mặt nào cũng dài tôi xưa khi mà tôi chưa kinh nghiệm kinh nghiệm thánh linh nó tôi cũng đâu vui mừng đâu nhưng mặt đóng mà bữa nào tôi gửi hình trên tôi bỏ hình trên facebook cho quý vị coi ok tôi nói thật cái nhà tôi bỏ lên facebook tôi từ từ chuẩn bị tôi chuyển qua bên sếp chat nha này tôi nói anh em nào bây giờ có gì chúng ta chuyển qua bên đó tại vì trong cái mạng này tương lai có thể là người ta sẽ khóa đi bây giờ chúng ta giới thiệu qua sếp chat trước ha ok Ok, tôi nói tiếp nè, à. bông trái của thanh Linh nè, à. thấy chưa, nó có sách mốt, mắt có chứng đàng hoàng à nha. Cái này lời Chúa chép, không phải tôi nói ra à nha, không phải tôi bịa ra, đừng có nói tôi, nói ông chết, nói vậy, đừng có nói như nè, đừng có nói ông chết, hay là anh chết, cậu chết, hay là cháu chết, hay là em chết, hay là gì chết, đừng có nói nha. Đây lời Chúa nói nha, quý vị phải nói theo như tôi nè, Galatia đoạn 5 câu 22 nè. trái của thanh Linh là gì, yêu thương nè, ha, vui mừng là chính trái ha, bình an nè, ba nè, nhìn nhục nè, nhìn, nhìn... <laughs> nhìn nhục cái từ này tôi hơi buồn cười quá nhân từ hiền lành trung tín khiêm nhường tiết độ chín trái ok có tiết độ nha có tiết độ đừng ăn nhiều ăn nhiều cũng có tội nha ăn nhiều có tội nha ăn ít ít ăn vừa ăn tiết độ ok nhiều người nói là, là làm cái 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 phạm tội tại dâm ấy, tội ăn nhiều cũng có tội đó không có không, không có tiết độ thấy chưa này là bông trái của thanh linh làm sao để chúng ta có bóng trái thanh linh nhưng mà chúng ta cần ở với thanh linh chứ bây giờ người nam và người nữ phải ở với nhau mới có con chứ đúng không à, tự nhiên ở với nhau mới có con thì ở với thánh linh thì có con của thánh linh nó bông trái bông trái cũng là con chú cũng gọi là bông trái của Abraham ấy <laughs> từ nó nôm na để cho hiểu đi bông trái thì sinh sản ra không trái cây nó ra trái thì nó sinh sản ra không phải là giống như người Việt Nam giống như người ta thường nói trong nhà thờ đức tin không có việc làm đức tin chết không phải như vậy đức tin mà không sinh sản ra bông trái đức tin chết À, nó chết rồi giống cây cà phê đổ 10 tấn 20 tấn phân nó có ra được đâu một ngàn tấn cũng không ra không ra trái nó chết rồi thì tự động nó chết Thấy không cái thân chép nếu mà đã tin có việc làm tự động nó chết nó là chết làm sao nó sinh sản ra bông trái Thấy không thường thường người ta không có con đó. thì có một trong cái gì đó nó không hoạt động nữa nó không có con bây giờ bây quyền năng của chúa mình cầu nguyện hay mình đặt tay cái nào nó không có cũng như thánh linh khiến chúa giêsu từ cái chết sống lại thì làm sống lại tất cả các chi thể của mình ở trong thân thể mình chi thể ok roma đoạn 8 câu một nếu quý vị muốn ghi ok có kinh thánh đàng hoàng nha ở đây tôi không, nói, tôi không nói, tôi không nói, tôi không biết cái gì, tôi đã nói rồi. Ok. Tôi không có biết chuyện này là chuyện của Chúa. Mà tôi đã nói với Chúa, Chúa ơi xin Ngài sử dụng môi miệng con. Để nói về sự tốt lành của Ngài, để nói về phước hạnh của Chúa. Ok, chúng ta thấy không? Đó, bọn trái của Thanh Linh đó. Nếu chúng ta muốn trái của Thanh Linh đó, chúng ta cần thánh Linh. Anh nói, tôi muốn, tôi, tôi, hãy yêu thương hại Phải yêu thương Phải với hại. Cuối cùng, không biết Phải cái gì. Cuối cùng, toàn trái không trái này trái kia trái cày đắng trái cày đắng trái đau khổ trái nghèo nàn trái bệnh tật thôi mình bỏ cái bỏ đi sự cố gắng của mình đi ha mình bỏ cái của mình đi mình đón nhận cái của Chúa ok ngài là gì ngài là đến giúp đỡ chúng ta ngài là đem lại những cái gì Chúa nhắc chúng ta ngài là là thần lẽ thật thấy không nếu chúng ta không để thanh linh á ban chúng ta lẽ thật ok ban chúng ta sự mặc hại chúng ta không bao giờ nhận ra sự dối trá của ma quỷ, sự lừa gạt của ma quỷ. Ngài là đấng giải bài, ha, trong uh, bây giờ tôi đi nhanh một chút. Thần lễ thật là thần lễ thật là uh, gian đoạn 15 câu 26, rồi uh, ngài dẫn dắt chúng ta, giống như là chỉ dẫn chúng ta đi đến lễ thật. Uh, gian đoạn, uh, đoạn 16 câu 13. Còn như dân đoạn 15 câu mà Ngài lại làm chứng cho chúng ta về Chúa Giêsu Bày tỏ chúng ta về Chúa Giêsu xu hallelujah Để tôi đọc ha Câu này tôi thích đọc ha Phải đọc Chắc chúng ta dừng đây có tiếng đồng hồ rồi Cái này hơi dài á à, Tôi nghĩ là anh em anh em đủ niềm tin để nghe Tôi rất là tin điều đó Tôi tin quyền năng của Chúa ở trong quý vị để nghe Ân điện của Chúa ở trong quý vị để nghe Hallelujah Đoạn 15 câu 26 ha Cái gì cũng 26 Quý vị nhớ cho tôi 26 ha dân đoạn 14 con câu 26, dân đoạn 15 con câu 26, dân đoạn 16 câu câu 13 ok. Nhưng khi đấng an ủi đến, tức là Chúa Thánh Linh Chúa Giêsu nói về trước khi Chúa lên thập giá là đấng mà ta sẽ từ cha sai đến với các người là tức là thần chân lý hay là thần lễ thật đó ra từ cha chính ngài sẽ làm chứng về ta, tức là bày tỏ giải bày cho Chúa Giêsu là ai cho chúng ta. Hallelujah. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục ok ai chưa đăng ký kênh này hay là quý vị thấy kênh này có khích lệ gây dựng quý vị chia sẻ với anh em khác và tôi cũng nói rằng anh em nào chưa kinh nghiệm chúa ha đứng củi mình còn khô đất mình còn khô ha này là quý vị tìm đúng tần số rồi hay giữ cái tần số này mà đi ok tôi không có bất cứ cái gì hết ngoài chúa giêsu chúa nói là ta là đường đi chân lý và sự sống tại sao mình không có sự sống tại sao mình khô khan tại vì mình thiếu cái gì đó mình thiếu thánh linh cho nên bây giờ mình cần học thánh linh để mình có sự sống để Chúa làm sao Chúa làm cho người khó khác Amen